Này mới đúng là number one nè. Tôi chạy 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 chạy. Hai. Hai. Xin chào cô chú anh chị em. Xin chào mọi người. Chào cô chú anh chị. À, do bữa giờ bắt tụi nhỏ nó quay á cô chú anh chị. Thì bữa nay em có cái trò chơi, cái này là kiểu như mình làm cũng theo người ta á nha cô chú anh chị, tại vì cái này rất là nhiều người làm á, thì trò chơi cái này cũng là rất là dễ, kiểu như là uống nước mà đứa nào đón ra được cái nước đó nước gì á thì phần thưởng nó sẽ thuộc về của đứa đó. Tụi con chơi không? Dạ chơi. Hỏi vậy thôi chứ nói rồi kéo cái đây hết trơn rồi không chơi gì nữa. Nhưng mà thôi mà học mà không có nói trước, bây giờ là tụi con đi ra tuốt ngoài kia đi. Dạ. À, đi tuốt ra ngoài kia không có đứa nào nhìn nha. Ngồi đi, đi không được nhìn chút, nếu mà ngồi đây hồi câu hai để cái chai nước này kia tụi bay thấy tụi bay đón hết trơn rồi sao? Không con hai để ở đây cũng đâu có đi. Không giờ đi. Người ta làm là người ta coi hết rồi, ừ. Người ta xáo trộn chỗ hết trơn. Ok rồi giờ tụi con đi tuốt ngay chỗ cái cây kia đi. Đây. Ok. Đi cô chú anh chị ơi. Đó đó cô chú anh chị. Sớm em mới cắt nè, đi ra bát thóc xanh em mua nè. Cái thùng này nhỏ quá sợ lúa đầu lên thì thấy em lấy thùng sữa của bé con nhà em luôn. Đây nè em giấu nha em. Để bây giờ em chắc lên cái sẵn nói chuyện với cô chú anh chị mình luôn. Đây cô chú anh chị ơi, cái này là lâu lâu kiểu như là em làm trò chơi này kia cho tụi nhỏ nó có tiền nó mua kẹo này kia cho ăn uống đó, cô chú anh chị. Tại vì nói chung là em kêu nó quay cho em á thì em cho tiền vẫn bình thường, nhưng mà lâu lâu làm một cái trò chơi sẵn cho cô chú anh chị em mình xem luôn nè. Sớm em thắt cắt thùng này nè, nhưng mà lú cái đầu lên. Nè sáng em ra bánh hoa xanh em mua nè, không cho đứa nào thấy hết. Bây giờ em sẽ để cái giải này, cái C2 này giải biết. Từ từ đó nào C2 à, bây giờ mà mình để cái sự tiền trước nó uống xuống nó sẽ cảm nhận được. Để cái đồng đỏ trước đi. Không có nhìn nha. Ê, đứng yên chưa? Không có nhìn. Rồi có tin. Sao mà em có phải giục cái nắp bỏ luôn này để nhiều khi nó nhìn nó biết được đó cô chú anh chị. Tại vì mấy cái này cũng là rất là dễ, nhưng mà mình để cái kiểu mà cái mùi vị cho nó tựa tựa với nhau á. Bây giờ mình để cái bò hút trước đi. Bây giờ phần thưởng đi, bây giờ phần thưởng em không biết nhiều nữa, chút xíu nữa em tính cho tụi nó sao nha. Bây giờ là em để trước tiên là như vậy đi, rồi một hồi em sẽ tính cho tụi nó. Đây. À, cái giải thì 10 ngàn trước đi. Tới này 20. Ê, có giá 50 đây luôn. Cái này 50. Cái này 100. Rồi cái này 200. Đó. Ok. Trò chơi là như vậy đó cô chú anh chị. Bây giờ em để máy hút vô. Mình bỏ hết mấy nắp này mới được. Rồi. Rồi. Ê, một đứa à. Ê, đứng lại, đứng im lại. Một đứa là chơi chút là chơi đi. Từ từ nghe. Không, đứng im đây luôn, không có ngồi ngồi xuống uống. Được không? Mấy đứa kia đằng kia. Đây nè, uống từ cái này trước nha, phần thưởng, ngồi xuống. Xích lại, uống từ này trước. Uống rồi thì cái mùi gì thì nói chuyện cho nhỏ lên nha, không có lớn lớn là nặng mấy đứa đó nghe. Rồi này trước đây. Cứ nghe em đặng. Rồi uống này trước đi. Đây, ai không nhìn mày. Rồi đúng, nhắm mắt thôi uống nghe rồi tới này. Còn hai đứa vô. Rồi ok nè, 10 ngàn nè. Có gì nhỏ. Ai ai ai, một lần một à, không có đúng rồi, thứ hai, một lần một. Cái gì vậy bà nội? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Đúng không? Sai, sai bé. Sai, rồi sai rồi. Tới là thứ ba. Rồi, à, cũng nhìn nha, nhắm mắt nha. Trời ơi, sao tin?
nhỏ nhỏ. Rồi ok, phần thưởng là hai này đúng không? Rồi ok. Rồi. Nhắm mắt lại, uống là nhắm mắt lại. Rồi, tới này. Ủa? Trời ơi, bay ơi, bay. Bay ơi. Ủa? Bay ơi. Ủa, cái gì thì nói đi, cái gì? Bay ơi, bay ơi. Thì tôi không có biết rồi, đi rồi, cái nào? Ai nói chuyện cho đàng hoàng. Không có nói chuyện như vậy được, thì cái phần nào hồi nãy nó gọi chân rồi đó. Rồi, sai, đúng ba phần. Đây nè, ra trước nè. Nè, đúng nè. Đúng nè, đúng nè, đúng không? Ba cái. Rồi nhớ là có con như đây nha. Cái này nó mù quá. Rồi. Rồi như của con là nhớ cái bên này nha. Tại vì không có lấy được. Tại chút xíu còn hai đứa sao bây giờ tại vì không có đổi tiền lẻ. Nhớ nha, của con là gì con nhớ rồi, phải không? Rồi đi qua đây. Đi qua đây. Rồi tới rồi. Trăm. Ừ, trăm. Nhớ nha, phần thưởng ai là tự nhớ. Rồi đứng nè. Rồi đứng. Rồi. Nè, ngồi xuống. Uống là nhắm mắt lại. Không có nhịp nha, uống là nhắm mắt rồi. 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 Rồi, nhắm mắt lại. Nè, cao lên nhắm mắt lại. Rồi, rồi. Xe 2. Rồi đúng. Ơi nó gì? Nó chỉ có quá trời. Nhắm mắt lại. Đây nè. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Nhớ dăm thắng cái nào hồi nhớ nha. Nhắm mắt lại nha. Ở xì tiên đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Bao cùng. Đúng. Rồi đúng luôn. Rồi nhắc. Bên nhắm đấy, bên đấy. Nè. Làm gì anh? Rồi. Sai rồi, rồi nhớ mấy phần, nó trúng mấy phần. Nó trúng phần chứ xì tiên. Cái này. Rồi cũng giống ba phần của mày luôn rồi. Gọi qua đó đứng. À, con bay đây rồi. Đây. Từ từ. Nhắm mắt lại. Chăm con đi qua đây nè, con che cam. Rồi đứng đây nè. Rồi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Đập nhỏ nhỏ như vậy. Chút. Chút, nhắm mắt lại. Đúng rồi. Rồi. Rồi che nó lại. Phần xuống hú. Nó chỉ nhỏ. Rồi, đứng lên đi ra. Cái gì? Không đứng lên chưa mới có một à. Nhưng mà nó đứng à, cái gì? Cái chuyện nhỏ, quay lại cái chuyện nhỏ cái gì? Xì hai. Rồi nhắm mắt lại. Mắt lại nhưng mà rồi đi ha. Cái gì? Sai. Sai rồi. Rồi nhắm mắt lại. Rồi. Nhắm mắt lại. Đây. Rồi đi ra. Cái gì? Không biết. Không biết rồi, sai. Ừ, không biết rồi, cài không biết thì cho nó không biết đi. Rồi. Cầm xuống uống nhắm mắt lại. Bên đây. Rồi đi ra. Đứng lại con. Làm gì đâu quên. Rồi cái gì? Rồi cái gì? Thôi dẹp. Rồi đâu bằng nữa. Không biết. Nhặt đến luôn. Trời, đi qua đó thấy nó một phẳng đúng không? Vậy đó. Nhìn em có nhắn được này. Rồi, tới thắng. Rồi, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Để vô đưa đấm mắt lại. Hai bay đi ra, lại góc rốt kìa. Chăm lại góc rốt kìa. Rồi, đứng đây. Rồi. Chăm đứng đó kìa. Chưa. Rồi. Không, hai đứa ra đây không đi. Hai đứa ra vô cam thấy luôn. Là có nghĩa là tao nghĩ được cái đồng này đúng lại rồi, đó. Có kém khúc là mày hỏi vô uống rồi lại rồi vô rồi nhắm mắt lại. Ê, không có nhanh. Ừ uống rồi nhớ được rồi mày cho mình nói chuyện lớn luôn đó hết rồi trời rồi, rồi. Đúng rồi. Ê ê không có nhắm mắt nghe nhắm mắt rồi chị tên sai sai rồi đứng đây tên. Rồi đúng. Nhưng mà quên. Sai. Sai. Này mới đúng là number one nè. Thông minh. Thật là thông minh. Trời ơi trời ơi trời. Mày đúng, 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 đúng.
đúng cái dài nhất luôn trời. Cái này rồi. Là nó đúng cái nào? Này. Với chị tin này. Con đúng không? Không, chị tin. Rồi đúng chị tin này, này, này. Rồi. Lớn nhất luôn á trời. Công nhận thằng thắng giỏi. À, tới còn chút. Chút rồi tới còn trăm. Vì là ngu nhất. Vì đúng được có 10.000. Ừ. Mà thấy không, cậu hai để không, nhiều khi nào nếu mà để cái number one với cái hôm trước là tụi con sẽ dễ đón rồi, dễ đón. Còn ví dụ để number one với cái mà gồng đỏ đi, mà để number one trước là tụi con uống người trước là sẽ đường nào cũng nói number one xì tin hết. Châu cũng châu. Đúng không? Châu. Rồi ok, bây giờ chừng nữa có chơi gì nữa không, muốn chơi gì nữa không? Không, chơi chúng tèm. Thôi chúng tèm gì, chúng tèm chơi không, đợi tụi con đi học. Chơi kiểu như là mình để cho nước ở dưới đây, cái nào mình sắc màu, con nào nào đúng thì chơi nước ở dưới á. À kiểu à, hiểu rồi. Rồi bây giờ thì hẹn cô chú anh chị em mình clip tiếp theo nha. Bye bye, bye, bye.